Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mở đầu video, Cha Giang xin chúc các khán thính giả và gia đình mạnh khỏe. Hôm nay, Cha Giang sẽ kể cho các bạn nghe về một vụ án xảy ra bên trong tòa nhà chính phủ tại Hồng Kông. Để biết ai lại có thể to gan tới mức gây án tại một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt như thế này, hãy cùng mình tìm hiểu vụ án này nhé! Trước khi vào vụ án, mình rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn và mình có duyên gặp gỡ. Và bây giờ, mình xin bắt đầu vụ án. Tòa nhà thuế vụ Hồng Kông vốn là một ngôi nhà văn phòng đa chức năng. Trước năm 2022, nhiều cơ quan chính phủ đã đặt văn phòng tại đây. Khoảng 9 giờ sáng ngày 24 tháng 10 năm 2005, nhân viên bảo trì máy lạnh 53 tuổi là Đàm Thắng Phượng, theo chỉ thị của cai thầu vào cabin máy lạnh trên tầng 33 của tòa nhà thuế vụ để làm việc. Đây là văn phòng của Cục Bảo vệ Môi trường. Do gần đây, phòng máy gặp sự cố nên phải nhờ đến nhà thầu phụ bên ngoài sửa chữa. Vừa bước vào phòng máy, ông Đàm đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, nhưng khi xem xét xung quanh, không phát hiện ra điều gì bất thường. Đến 12 giờ giữa trưa, ông dùng thang leo lên đỉnh máy lạnh cao 3 mét để tiến hành sửa chữa. Trong ánh sáng yếu ớt, ông phát hiện trên đỉnh máy lạnh có một vật đen phồng giống hình người, một đầu còn có túi nhựa màu đỏ. Ban đầu, ông Đàm nghĩ đó là một người mà không may bị điện giật chết, nên lập tức gọi điện cho cai thầu Trần Trấn Huy run rẩy nói: "Anh Huy, có một người mập bị điện giật chết ở dưới ống thông gió tầng 33, anh mau đến xem." Rất nhanh, cai thầu và một công nhân khác đến hiện trường. Cả ba người leo lên thang để bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Họ cảm thấy vật đó không phải là người thật, mà giống như một hình nộm hơn. Một người còn nói, tóc trên đầu làm rất thật, nhưng họ cũng biết có những hình nộm được làm từ tóc thật. Tuy nhiên, ông Đàm vẫn khẳng định mình thấy một xác chết. Vì vậy, một công nhân khác đã lấy ô chọc vào bụng của hình nộm và xác nhận đó là xác người thật. Ba người hoảng sợ lập tức thông báo cho bảo vệ tòa nhà và gọi cảnh sát. Cảnh sát và nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Quách Gia Cường cũng cùng các quan chức đến để tìm hiểu tình hình. Sau khi khảo sát hiện trường, họ phát hiện xác một người phụ nữ nằm ngửa ở trên đỉnh máy lạnh. Do nhiệt độ lúc đó vẫn khá cao và máy lạnh hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, tạm dừng vào thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ trong phòng thay đổi khoảng 10 độ, khiến tốc độ phân hủy của thi thể không đồng đều. Xác đã bị trương phồng, không thể nhận diện được khuôn mặt. Việc xác định thời gian tử vong cụ thể trở nên rất khó khăn. Phần đầu thi thể bị một túi ni lông đỏ buộc chặt vào cổ. Hai tay bị trói ngược ra sau. Nạn nhân mặc áo thun trắng cổ tròn và quần dài đen, đeo một đôi bông tai ngọc trai. Tay trái còn đeo thêm một chiếc khuyên tai màu vàng. Cổ tay trái đeo thêm một chiếc đồng hồ Rolex và một chiếc vòng tay Tiffany. Bên cạnh tay có một đôi giày cao gót Chanel màu đen. Từ những trang phục và phụ kiện này, có thể thấy điều kiện kinh tế của nạn nhân rất dư dả. Vào khoảng 5 giờ chiều hôm đó, thi thể được đưa đến cơ quan giám định pháp y. Nạn nhân cao 1m56, nặng 44 cân, khoảng 40 tuổi, tóc dài đen nhưng có một phần nhuộm đỏ. Cổ và ngực có nhiều vết cào. Ngực phải có một vết dao đâm từ phía sau lưng. Dù vết dao sâu vào lồng ngực, pháp y cho rằng vết thương này không đủ gây chết người. Nguyên nhân tử vong thực sự là do ngạt thở. Ngoài ra, trong cơ thể nạn nhân có chất gây mê, chứng tỏ trước khi chết cô đã bị đánh thuốc mê. Quần áo của cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng da và cơ thể, bao gồm cả phần dưới, đã bị bôi chất tẩy rửa, khiến việc lấy mẫu sinh học của hung thủ để xác nhận xem cô bị xâm hại hay không trở nên vô cùng khó khăn. Vụ án ngay lập tức được chuyển giao cho đội điều tra trọng án của Hồng Kông để xử lý. Vụ án này có rất nhiều điểm nghi vấn. Thi thể nữ được giấu ở trên đỉnh máy lạnh cao 3 mét. Chỉ dựa vào sức của một người thì rất khó để đưa xác lên đó. Chẳng lẽ hung thủ không chỉ có một người? Vậy tại sao họ lại giấu xác ở một nơi mà hàng ngày đều có người làm việc? Nếu họ muốn thi thể sớm được phát hiện, thì tại sao lại phải tốn nhiều công sức như vậy? Là để có thời gian tẩu thoát hay chờ cơ hội để đưa xác đi chỗ khác? Nạn nhân đeo trang sức quý giá, có thể đã bị theo dõi và cướp giật rồi bị giết để diệt khẩu. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao các vật phẩm quý giá tại hiện trường không bị mất? Và tại sao lại chọn tòa nhà thuế vụ, một cơ quan chính phủ để ra tay? Để trả lời những câu hỏi này, trước hết chúng ta phải bắt đầu từ việc xác định danh tính của nạn nhân. Tối hôm đó,
các phương tiện truyền thông lớn ở Hồng Kông liên tục đưa tin về vụ án này. Phó lãnh sự quán Thái Lan tại Hồng Kông, bà Mai Bích Trân, tình cờ xem được tin tức và phát hiện đặc điểm của nạn nhân rất giống với một phụ nữ Thái gốc Hoa tên là Tạ Lệ Bình, người đã được báo cáo mất tích vào ngày 13 tháng 10. Bà Hoa liền liên hệ cảnh sát. Đội trọng án ngay lập tức thông báo cho bạn trai của Tạ Lệ Bình đến nhận diện thi thể và sau đó xác nhận sơ bộ danh tính nạn nhân. Ngày 25 tháng 10, em gái của Tạ Lệ Bình, Tạ Lệ Đại, từ Mỹ đến Hồng Kông để hỗ trợ điều tra. Người anh họ Thái Lan của Tạ Lệ Bình, Tạ Lạc Toàn, cũng mang mẫu gen gia đình đến Hồng Kông. Sau khi so sánh và xác nhận, nạn nhân chính là Tạ Lệ Bình, một thương nhân trang sức 40 tuổi, sinh ra tại Thái Lan, có cha mẹ là người Hoa Kiều, quê gốc Triều Châu, Quảng Đông. Gia đình cô kinh doanh trang sức ở Thái Lan. Cha cô từng khai thác mỏ ngọc ở Thái Lan và Myanmar. Những năm gần đây, gia đình mở rộng kinh doanh kim cương ở Madagascar, có thể nói là vua trang sức của Thái Lan. Tạ Lệ Bình và em gái từ nhỏ đã được gia đình kỳ vọng lớn, nhận được nền giáo dục chất lượng cao. Sau khi du học tại Mỹ và nhận bằng cấp, cô đã trở về Bangkok để hỗ trợ cha quản lý kinh doanh. Cô nói tiếng Anh, Thái, Quan Thoại và hiểu sơ qua tiếng Quảng Đông. Là một người phụ nữ hoàn hảo, cô có tất cả mọi thứ, kể cả trong tình yêu. Năm 1988, khi 23 tuổi, Tạ Lệ Bình kết hôn với người yêu hơn cô 5 tuổi. Tình cảm của họ rất tốt, nhưng do cô nhiều lần mang thai nhưng không may đều bị sảy thai. Điều này khiến tình cảm của họ rạn nứt. Năm 2003, hai người ly hôn trong hòa bình và chồng cũ vẫn giúp cô quản lý kinh doanh gia đình, điều hành cửa hàng trang sức tại một trung tâm thương mại ở Bangkok. Nhưng không may, không lâu sau, cha của Tạ Lệ Bình qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Vì em gái Tạ Lệ Đại lấy chồng xa ở Mỹ và ít khi về nhà, nên gánh nặng gia đình đổ lên vai Tạ Lệ Bình khi cô 38 tuổi. Cô tập trung vào sự nghiệp, đi khắp Đông Nam Á, giỏi giao tiếp và thích ăn mặc đẹp. Mỗi lần ra ngoài đều mang theo những món đồ giá trị. Không lâu sau, cô quen bạn trai người Úc tên là Müller. Müller 28 tuổi là một nhiếp ảnh gia kiêm cố vấn nhân sự trong ngành giải trí, thường đến Hồng Kông tuyển dụng nhân tài chuyên nghiệp sang Thái Lan làm việc. Ngày 12 tháng 9 năm 2005 là ngày khai trương công viên Disneyland Hồng Kông. Tạ Lệ Bình là một fan cuồng của công viên Disneyland và rất thích chuột Mickey. Cô đã đến thăm tất cả các công viên Disneyland trên thế giới và dự định đến chơi vào ngày khai trương ở Hồng Kông. Nhưng vì bạn trai sẽ đến Hồng Kông công tác vào ngày 10 tháng 10, cô quyết định lỡ ngày khai trương để có thể cùng bạn trai đến thăm và tạo kỷ niệm đẹp. Ngày 10 tháng 10, Tạ Lệ Bình và bạn trai cùng đến Hồng Kông, dự kiến ở lại 5 ngày, ngày 13 đi chơi tại Disneyland, ngày 14 trở về Thái Lan. Trong thời gian này, ngoài việc giúp bạn trai thu thập thông tin, cô còn khảo sát cơ hội mở cửa hàng trang sức tại Hồng Kông. Ngày 11 tháng 10, Tạ Lệ Bình dự kiến đến nhà hàng trong tòa nhà thuế vụ để tìm hiểu về việc mở cửa hàng. Bạn trai cô gọi điện từ nơi chụp hình, nhờ cô tiện đường lấy một cuốn sách tại phòng quản lý dịch vụ phim ảnh ở tầng 40 của tòa nhà. Cô đồng ý ngay lập tức, nhưng khi đến tòa nhà thuế vụ, cô phát hiện do hôm đó là Tết trùng cửu, nhân viên đều nghỉ lễ nên cô phải đợi đến ngày hôm sau. Khoảng 2 giờ chiều ngày 12 tháng 10, Tạ Lệ Bình gọi điện cho bạn trai đang chụp hình, nói rằng cô sẽ đi mua sắm ở Shimsasui, sau đó sẽ đến tòa nhà thuế vụ để lấy cuốn sách cho anh. Nhưng từ lúc đó, hai người mất liên lạc và tối hôm đó cô cũng không quay trở về khách sạn. Điều này rất bất thường vì hai người đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Cho dù có việc gì cũng không thể không nói một lời. Sáng ngày 13, Tạ Lệ Bình vẫn chưa trở về nhà và điện thoại của cô cũng tắt máy. Em gái của cô ở Mỹ rất lo lắng khi biết tin, đã gọi điện nhờ chồng cũ của chị đến Hồng Kông để giúp tìm kiếm. Bạn trai hiện tại của cô, Müller, cũng rất lo lắng. Anh đã đến tòa nhà thuế vụ tìm kiếm khắp nơi nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Vì vậy, anh đã nhờ sự giúp đỡ của lãnh sự quán Thái Lan tại Hồng Kông và báo cảnh sát. Sau khi đội điều tra người mất tích ở Tây Cửu Long tiếp quản, họ đã kiểm tra hồ sơ nhập cảnh và xác nhận rằng Tạ Lệ Bình không rời Hồng Kông. Sau đó, thông tin của cô đã được phân phối cho các cảnh sát địa phương để theo dõi, nhưng không có bất kỳ tiến triển nào. Ngày 16 tháng 10, người chồng cũ của Tạ Lệ Bình đã đến Hồng Kông để giúp tìm kiếm. Hai ngày sau, vì không có dấu vết gì, anh ta đã trở về Thái Lan. Cho đến ngày 24 tháng 10, thi thể được phát hiện trên đỉnh của máy lạnh bởi một công nhân bảo trì. Khi nhận được điện thoại
em gái gần như ngất xỉu vì nhận tin dữ. Hai chị em có một mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí cả khi đã lập gia đình, họ cũng gần như liên lạc mỗi ngày. Cô không biết chị gặp phải điều gì. Dựa trên những vụ án giết người phụ nữ trước đó, khoảng 30-40% trong số đó do chồng hoặc bạn trai gây ra. Vậy liệu mọi chuyện có phải do Mueller tự vạch ra và chỉ đạo hay không? Sau cùng, anh ấy nhỏ tuổi hơn Tạ Lệ Bình 10 tuổi và khả năng kinh tế của cả hai rất khác biệt. Tuy nhiên, sau cuộc điều tra, Mueller đã có bằng chứng ngoại phạm. Hôm đó, anh đi quay phim ở bên ngoài và không có thời gian thực hiện hành vi phạm tội. Đồng nghiệp của anh ta có thể làm chứng cho điều này. Hơn nữa, Tạ Lệ Bình thực sự đã đến tòa nhà thuế vụ vào ngày đó. Có thể vì đúng lúc không có camera giám sát và không quay được hình ảnh khi cô vào tòa nhà. Nhưng camera giám sát tàu điện ngầm gần đó đã quay lại video về việc cô xuất hiện ở gần đó trong ngày đó. Khi rời khỏi khách sạn, cô mang theo một chiếc túi đeo màu đen, bên trong có hộ chiếu, hai thẻ tín dụng và một số tiền mặt. Nhưng khi phát hiện thi thể, chiếc túi này đã biến mất. Vào lúc sáng sớm ngày 14 tháng 10, có hồ sơ giao dịch sử dụng thẻ tín dụng của cô tại máy rút tiền tự động. Có người rút tiền, cố gắng rút 20.000 đô la Hồng Kông, nhưng thẻ đã bị nghi nhập sai mật khẩu 3 lần nên bị thu hồi. Cabin máy lạnh của cơ quan bảo vệ môi trường thường được khóa cửa và chỉ có nhân viên được phép vào. Văn phòng chính phủ cần nhập mật khẩu để vào và các khách không được phép vào trước khi họ đăng ký tiếp tân. Do đó, rất khó có ai có thể lèn vào cabin máy lạnh. Cho đến đầu tháng này, do dự án bảo dưỡng, một số nhân viên của công ty bên ngoài đã ra vào. Từ tất cả những dấu hiệu này, cảnh sát tin rằng người phạm tội có thể là một người trong nhóm nội bộ đã cướp và hiếp dâm nạn nhân. Cả tòa nhà thuế vụ, cả phòng trà và thang máy hàng hóa đều được trang bị camera giám sát, nhưng thang máy số 13 dành cho nhân viên lại không được lắp đặt. Tuy nó được gọi là thang máy dành riêng cho nhân viên, nhưng thực tế khách có thể sử dụng. Nếu đi thang máy số 13 lên tầng 33, chỉ cách vài mét là cabin máy lạnh nơi thi thể được phát hiện. Cảnh sát suy đoán rằng hung thủ có thể đã khống chế Tạ Lệ Bình đi vào thang máy số 13, sau đó đưa cô lên tầng thứ 33 và cabin máy lạnh. Hung thủ đã quen với môi trường ở đây và có thể là một người làm việc trong tòa nhà, có thể là thợ sửa chữa hoặc người làm vệ sinh. Dựa trên dấu vết sử dụng thẻ tín dụng của Tạ Lệ Bình sau này, có thể suy đoán rằng hung thủ đã ép buộc cô phải cung cấp mật khẩu. Vì vậy, chỉ mang theo túi đeo nhưng lại để lại các món đồ trang sức quý giá. Liệu có thể hung thủ sau khi đạt được mục tiêu cướp và hiếp dâm đã cố tình để lại để che giấu động cơ không? Sau đó, cảnh sát đã điều tra hơn 30 người nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết quan trọng nào. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng trong số hơn 30 người được điều tra, có một người tên là Tô Cẩm Tường, một thợ điều hòa bên ngoài. Vì thẻ ngân hàng của Tạ Lệ Bình bị rút tiền một cách trái phép ở nhiều ngân hàng, nên họ đã tiến hành tìm kiếm nhà anh ta, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nghi ngờ nào. Cuối cùng, cảnh sát chỉ ghi lại số thẻ điện tử của anh ta. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2006, em gái và bạn trai của Tạ Lệ Bình đã tặng một khoản tiền thưởng lớn lên đến 600.000 đô la Hồng Kông để tìm kiếm thông tin với hiệu lực trong 6 tháng. Nhưng dù với phần thưởng hậu hĩnh như vậy, vụ án vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Đáng chú ý là vào thời điểm đó, Mueller đang quay một bộ phim ly kỳ và hồi hộp. Kể về một vụ án giết người ở tòa nhà chính phủ, có nhiều điểm giống với những gì xảy ra thực sự với bạn gái của mình. Điều này làm cho toàn bộ đoàn phim đều cảm thấy lo lắng và lo sợ, và họ đã rời bỏ đội làm phim, sau đó phim bị tạm dừng. Trong 3 năm tiếp theo, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Cho đến năm 2008, khi một người phụ nữ khác bị giết, thủ phạm thực sự của vụ án Tạ Lệ Bình mới dần dần lộ diện. Khâu Hiểu Ngạn, 21 tuổi, là một nhân viên điều phối mặt đất tại sân bay. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2008, bạn trai của cô, Từ Trấn, nhận được tin nhắn từ cô yêu cầu anh giúp cô xin nghỉ việc tại công ty vì cô cần phải giúp đỡ một người bạn và cần phải rời xa trong vài ngày. Mặc dù Từ Trấn cũng làm việc ở sân bay, nhưng anh ta là giám đốc phòng hàng hóa, không ở cùng bộ phận với bạn gái của mình. Tại sao cô không đơn giản là xin nghỉ phép trực tiếp? Từ Trấn cảm thấy nghi ngờ nên đã gọi điện cho bạn gái, nhưng phát hiện ra rằng dù điện thoại đã kết nối nhưng không có ai trả lời. Khâu Hiểu Ngạn là một người dân ở làng Cẩm Sơn. Cô ấy thường có lộ trình đi làm cố định, thường là tan ca vào khoảng nửa đêm. Cô đi tàu tốc hành sân bay mất khoảng 1 tiếng rưỡi rồi xuống ở trạm xe buýt. Sau đó đi bộ qua trung tâm mua sắm thôn Thái Hà.
qua cầu Giếng Hà rồi mới về đến nhà ở làng Cẩm Sơn. Con đường đi bộ vào buổi sáng rất hoang vắng, ít người qua lại. Vào ngày 15 tháng 5, cô không về nhà. Ngày hôm sau cũng không đi làm. Đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm mới biết cô đã mất tích. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức. Vào khoảng 10 giờ tối, bố của Khâu Hiểu Ngạn nhận được tin nhắn từ con gái. Nội dung cơ bản là: bố đừng lo lắng, 3-4 hôm nữa con sẽ về nhà. Giờ con đang cần tiền gấp để giúp bạn, bố gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của con nhé. Bố cô ngay lập tức gọi lại nhưng phát hiện ra điện thoại của con gái đã tắt nguồn. Trước đó, Từ Trấn đã nói với gia đình của Khâu Hiểu Ngạn rằng anh nhận được tin nhắn xin nghỉ việc được giải quyết bởi một người khác. Hiện tại, xem ra con gái đã bị mất tích. Vì vậy ông Khâu đã vội vã đến đồn cảnh sát để báo cáo. Nhưng vì Khâu Hiểu Ngạn đã mất tích chưa đầy 24 giờ, cảnh sát chỉ ghi nhận sự kiện. Ngày tiếp theo, vụ án được chuyển sang tổ điều tra những người mất tích để tiếp tục điều tra. Ngày 17 tháng 5, mẹ của Khâu Hiểu Ngạn cùng với Từ Trấn đến ngân hàng để kiểm tra tài khoản của Khâu Hiểu Ngạn và phát hiện ra rằng vào ngày 15 tháng 5 đã rút tiền lần lượt là 500 đô la Hồng Kông và 20.000 đô la Hồng Kông tại máy rút tiền tự động ATM. Vào ngày 16 tháng 5, lại rút thêm 20.000 đô la Hồng Kông. Nhìn thấy tình hình này, gia đình của cô đã có một chút hy vọng. Vì các lần rút đều diễn ra tại các ngân hàng gần cửa hàng tại thị trấn Thái Hòa. Bạn trai cũ của cô, Chu Vĩnh Cường, tình cờ sống gần đó. Khâu Hiểu Ngạn từ nhỏ đã giỏi giang và được mọi người yêu mến. Trong thời gian học, cô đã hẹn hò với Chu Vĩnh Cường trong 4 năm. Họ là tình đầu của nhau, nhưng cuối cùng đã chia tay sau khi tốt nghiệp vì không hợp nhau về tính cách. Chu Vĩnh Cường vẫn không thể quên Khâu Hiểu Ngạn, thậm chí đã dẫn đến tình trạng tâm lý không ổn định. Sau đó, anh đã chấp nhận điều trị tâm lý và sau đó mới dần dần ổn định trở lại. Không lâu sau đó, anh mua một chiếc xe tải để làm việc vận chuyển. Gia đình của Khâu Hiểu Ngạn đoán liệu Chu Vĩnh Cường có phải vì gặp vấn đề gì mà nhờ đến sự giúp đỡ của cô. Khâu Hiểu Ngạn cảm thấy không nên để bạn trai biết về tình hình nên cô đã giả mất tích. Nhưng vào ngày 19 tháng 5, khi gia đình của Khâu Hiểu Ngạn đã kiểm tra lại tài khoản ngân hàng, cô phát hiện ra rằng số tiền cuối cùng 70 triệu trong thẻ cũng đã bị rút vào ngày 17 tháng 5. Nhìn thấy tình hình như vậy, gia đình của Khâu Hiểu Ngạn cảm thấy con gái của họ đã gặp nhiều rủi ro hơn là may mắn. Họ đã đưa nhau mang gậy đi tìm kiếm trên ngọn đồi gần đó và cảm thấy buồn bã nói rằng ngay cả khi tìm thấy thi thể thì cũng đã quá muộn. Mẹ của Khâu Hiểu Ngạn cũng lần nữa đến đồn cảnh sát để báo cáo lại tình hình hiện tại cho cảnh sát. Tổ 3 của đội tội phạm khu vực trụ sở Tân Bắc Giới đã nhận trách nhiệm xử lý vụ án này. Và chính trong thời điểm này, Từ Trấn lại nhận được tin nhắn từ điện thoại của Khâu Hiểu Ngạn, nội dung là số tiền chuộc từ 35.000 đến 50.000 đô la Hồng Kông, tùy anh chọn. Lần này, bên kia đã trực tiếp nêu ra số tiền chuộc, từ vụ mất tích đã chuyển sang vụ bắt cóc. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, Từ Trấn giả vờ thương lượng với đối phương và cuối cùng thỏa thuận số tiền chuộc là 35.000, nếu không sẽ bị cắt đứt mọi liên lạc. Sau khi tổ trọng án Tân Bắc Giới tiếp quản vụ án này, dựa vào việc xác định vị trí của điện thoại di động của Khâu Hiểu Ngạn do nhà cung cấp dịch vụ viễn thông cung cấp, họ thấy rằng tin nhắn chuộc được gửi từ Gò Câu và Nam Kỳ. Đường dẫn của Chu Vĩnh Cường rất phù hợp với lộ trình này. Có vẻ như người bạn trai cũ không nhận được tình yêu này thực sự không thể không bị tình nghi phạm tội. Tối ngày 21 tháng 5, cảnh sát trước đó đã sắp xếp dàn hàng để chặn đứng xe tải của Chu Vĩnh Cường. Họ không chần chừ mà tiến lên và đánh ngã anh ta. Sau đó đeo còng tay và hỏi về tung tích của Khâu Hiểu Ngạn. Chu Vĩnh Cường hoảng sợ đáp lại rằng anh ta không biết gì cả. Khi không thể tìm ra thông tin, họ đã đưa Chu Vĩnh Cường về đồn cảnh sát để tạm giam. Nhưng dù thế nào, anh ta vẫn khăng khăng rằng mình không liên quan đến vụ án này, thậm chí không biết Khâu Hiểu Ngạn đã mất tích. Và cảnh sát cũng không tìm thấy sim điện thoại của Khâu Hiểu Ngạn trên người anh ta. Do đó, cảnh sát đã yêu cầu Từ Trấn gửi lại tin nhắn cho Khâu Hiểu Ngạn, giả vờ thương lượng về việc trao tiền chuộc. Nhưng vào ngày 22, vào buổi trưa, đối phương đã trả lời tin nhắn. Khi đó, Chu Vĩnh Cường vẫn đang ở đồn cảnh sát. Liệu kẻ bắt cóc có phải là anh ta hay không? Hay có thêm đồng bọn nào khác không? Nhóm điều tra vụ án nặng đã sử dụng chiêu bài để đưa Từ Trấn và tên bắt cóc thỏa thuận về thời gian, địa điểm và phương thức giao tiền chuộc. Vào tối ngày 22, Từ Trấn đã đặt tiền chuộc ở trong một túi màu trắng và để nó trên ghế của một chiếc xe buýt từ trung tâm Taipo đến Chao Ma Tây. Mọi quá trình đều được giám sát bởi cảnh sát. Trên xe buýt,
họ nhận ra một người đàn ông không ngừng gửi tin nhắn và qua làm việc theo dõi tín hiệu điện thoại. Họ xác nhận rằng đó chính là kẻ bắt cóc. Với sự an toàn của con tin, cảnh sát đã tiếp tục giữ nguyên tình thế. Và sau khi nhận tiền chuộc, người đàn ông đã trở lại khu cư trú tại tòa nhà Warlock tại Tepo. Đã 9 giờ 50 tối, cảnh sát theo sau đã đập cửa phòng và nhanh chóng bắt giữ 4 người trong nhà và đã tìm thấy sim điện thoại của Khâu Hiểu Ngạn trên một trong 4 người. 35.000 đô la Hồng Kông tiền chuộc đã được tìm thấy trong phòng ngủ. Với bằng chứng rõ ràng, 4 người đã bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Và lúc hơn 5 giờ sáng, người đàn ông có thẻ điện thoại được tìm thấy trên người đã thú nhận rằng mình đã bắt cóc và giết hại Khâu Hiểu Ngạn. Hắn ta tên là Tô Cẩm Đường, có 5 anh em, cha mẹ kinh doanh quán cá. Sau đó, hắn ta đã làm việc trong ngành trang trí và sửa chữa điều hòa không khí, không có bản tiền án trước đó. Tô Cẩm Đường có tính cách u ám vì sở thích cá cược mà đã nợ một số tiền lớn ở Macau. Sau đó, gia đình và bạn bè đã cố gắng thu xếp để giúp hắn trả nợ. Không chỉ thế, hắn ta còn tham lam, tham gia vào các vụ cướp để đi du lịch Đài Loan. Trước đó, hắn ta đã hẹn với bạn học cũ để đi Đài Loan, vay 75.000 đô la Hồng Kông từ một công ty tài chính để đi du lịch. Sau khi trở về, trước gánh nặng tiền lãi hàng tháng 7.500 đô la Hồng Kông, hắn ta trở nên lo lắng. Trong khoảng thời gian đó, công ty tài chính đã đòi nợ một cách gắt gao, dẫn đến ý định cướp của để tìm tiền nhanh. Trước khi ra tay với Khâu Hiểu Ngạn, hắn ta đã chọn được nơi vứt xác, đó là một con kênh thoát nước của sông. Lý do chọn nơi này vì nó xa xôi, ít người qua lại và mực nước thấp, không dễ bị cuốn đi nơi khác. Điều này cho thấy hắn ta đã lên kế hoạch sẵn sàng để giết người và xóa sổ mọi dấu vết. Vào lúc sáng sớm ngày 15 tháng 5, Tô Cẩm Đường cầm dao đi tìm phụ nữ đi một mình gần khu vực trung tâm mua sắm thôn Thái Hà. Hắn ta nhìn thấy Khâu Hiểu Ngạn mặc quần áo thời trang và cầm túi LV, đi từ cửa hàng và rút khoảng 500 đô la Hồng Kông từ một ATM, sau đó đi một mình hướng về làng Cẩm Sơn. Tô Cẩm Đường theo sau và khi đi qua một công viên, hắn ta tiến lại gần và một tay ôm chặt cổ nạn nhân, một tay đe dọa với con dao rồi bắt cóc nạn nhân vào bụi cây dưới cây cầu Bắc Qua. Tôi đè Khâu Hiểu Ngạn xuống đất, nói rằng sẽ thả cô nếu cô nói mật khẩu của thẻ ngân hàng. Khâu Hiểu Ngạn đã làm theo, nhưng khi Tô Cẩm Đường nhận được mật khẩu, hắn ta đã không do dự mà giết nạn nhân bằng cách bóp cổ và sau đó ném xác vào con sông trước khi quay lại máy rút tiền. Hắn ta rút ra 20.000 đô la từ tài khoản của Khâu Hiểu Ngạn, sau đó quay lại nhà lấy một chai dung dịch làm mát để xử lý khí lạnh, rồi quay lại bờ sông để kéo xác vào kênh thoát. Hắn ta đổ dung dịch lên cổ nạn nhân, cố gắng phá hủy mô da còn lại trên đó. Vì Khâu Hiểu Ngạn đã chống cự và gây vết thương cho hắn ta, nên hắn ta cũng đã sử dụng dung dịch để rửa sạch tay của nạn nhân. Sau khi hoàn thành tất cả, đã gần sáng, hắn ta đợi cho những người trượt ván và tập thể dục gần đó ra về mới rời đi. Số tiền bất chính này đã được Tô Cẩm Đường sử dụng để tổ chức tiệc rượu và ăn mừng, tiêu xài một cách điên cuồng tại cửa hàng, và số tiền 65.000 đô la Hồng Kông đã nhanh chóng bị hắn tiêu pha hết, không để lại một đồng nào để trả nợ cho công ty tài chính. Khi Tô Cẩm Đường vẫn bị truy nợ và xác của nạn nhân vẫn chưa được phát hiện, hắn ta đã dàn dựng một vụ lừa đảo về bắt cóc và yêu cầu tiền chuộc từ gia đình của Khâu Hiểu Ngạn. Dưới sự chỉ dẫn của hắn ta, cảnh sát đã tìm thấy xác của Khâu Hiểu Ngạn, điện thoại di động, máy chơi game và thẻ nhân viên của cô. Vụ án này đã được phá giải một cách toàn diện và mạch lạc. Nhưng với việc Tô Cẩm Đường bị bắt, cảnh sát lại nhớ lại vụ án chưa được giải quyết từ 3 năm trước. Trước đó, thẻ ngân hàng mất tích của Tạ Lệ Bình cũng đã được sử dụng tại máy ATM gần trung tâm mua sắm thôn Thái Hà. Vì nhập sai mã PIN nên thẻ bị nuốt và Tô Cẩm Đường, một thợ sửa máy lạnh làm việc gần đó tại tòa thuế, đã được cảnh sát đến hỏi thăm và ghi lại số thẻ Octopus, thẻ ngân hàng tại Trung Quốc của hắn ta. Mọi chuyện không thể chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dù bị thẩm vấn, hắn ta vẫn không thừa nhận mình đã giết Tạ Lệ Bình. Thấy không thể ép hắn ta nói ra, cảnh sát nhớ lại rằng ban đầu họ đã phân tích một kẻ giết người một mình gần như không thể đặt xác chết lên đỉnh máy lạnh cao 3 mét. Vậy nếu có thể tìm ra một đồng phạm làm điểm bắt đầu thì sao? Cảnh sát đã lấy ra lại đoạn video giám sát năm đó và xem lại nhiều lần, phát hiện ra trong thời gian xảy ra vụ án, có một người đàn ông khác xuất hiện cùng Tô Cẩm Đường, gần tòa thuế và trò chuyện khi đi bộ. Cảnh sát nhanh chóng xác định được người đàn ông tên là Quách Huy, là bạn cùng lớp của Tô Cẩm Đường. Sau khi được đưa đến trụ sở cảnh sát, hắn ta cho biết
Lúc đó, Tô Cẩm Đường đang giới thiệu cho anh việc làm tại Sở Lao động và không vào trong tòa nhà. Cảnh sát nói với hắn ta rằng nếu không thú tội, hắn ta sẽ bị buộc tội giết người. Nhưng nếu thú tội, hắn ta có thể trở thành nhân chứng của vụ án và sẽ nhận hình phạt tùy theo tình tiết vụ án. Dưới áp lực, Quách Huy liền thú nhận tất cả mọi thứ. Theo trí nhớ của hắn ta, vào lúc đó, Tô Cẩm Đường đã mời hắn đến tòa thuế và đưa hắn đến tầng 33, yêu cầu anh đeo găng tay lao động và dẫn anh vào phòng máy chủ. Khi bước vào, anh thấy nhiều tờ báo xếp chồng lên nhau trên sàn và khi mở ra, dưới đó là một xác chết phụ nữ, mặc quần áo cao cấp và ngoại hình ổn. Lúc đó, Tô Cẩm Đường rút ra một cái dao và lăng nhục người phụ nữ. Sau đó yêu cầu anh cũng làm như vậy. Nhìn thấy cái dao lăm lăm ở trong tay đối phương, anh không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp. Sau khi lăng nhục xác chết, Tô yêu cầu anh giúp đỡ chuyển xác chết lên đỉnh máy lạnh, tòa thuế như không có chuyện gì xảy ra. Tô sau đó mời anh đến câu lạc bộ giải trí Phong Diệp. Dựa trên lời khai của Quách Huy, cảnh sát đã tìm thấy điện thoại di động của Tạ Lệ Bình và con dao gây án tại nhà của Tô Cẩm Đường. Vật dụng gây án này hoàn toàn khớp với vết thương trên cơ thể của Tạ Lệ Bình. Tô Cẩm Đường chỉ nói rằng hắn ta ra tay chỉ là vì tiền. Lúc đó khi cô phản kháng, hắn ta buộc tay đối phương và đâm một nhát. Sau đó đặt một túi ni lông màu đỏ lên đầu cô. Khi hắn ta đi lấy tiền và trở lại, hắn ta phát hiện ra rằng cô đã chết. Cảnh sát hỏi tại sao hắn ta không lấy đồng hồ Rolex. Hắn ta nói rằng vì ở bên trong có mã số dễ bị phát hiện. Và việc không lấy trang sức quý giá là vì nhìn có giá nhưng thấy khó bán và không dễ dàng bán được giá tốt. Nhưng điều duy nhất mà hắn không ngờ tới là mật khẩu của thẻ ngân hàng mà Tạ Lệ Bình đưa cho hắn ta là giả mạo. Ngày 26 tháng 5 năm 2008, tòa án mở phiên tòa xét xử vụ án mạng của Khâu Hiểu Ngạn. Đối diện với gia đình nạn nhân, Tô Cẩm Đường trở nên mất kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn xuống tòa án. Ngày 28 tháng 5, do trước đó bị tra tấn nặng nề, Chu Vĩnh Cường trèo lên sân thượng sẵn sàng tự tử, cuối cùng được các chuyên gia đàm phán thuyết phục. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn thị giác và bị ảnh hưởng bởi vụ án này, tinh thần của anh không ổn định. Cho đến cuối năm đó mới quay trở lại làm việc. Trong vòng 3 năm tiếp theo, mặc dù không có vấn đề sức khỏe nào lớn, nhưng anh rất sợ hãi khi đối mặt với cảnh sát. Anh tránh né những người trông giống cảnh sát và thậm chí đã từng yêu cầu bồi thường từ chính phủ. Ngày 30 tháng 3 năm 2009, sau khi được bồi thẩm đoàn đồng thuận, Tô Cẩm Đường đã bị tuyên án chung thân về tội giết người. Ngày 10 tháng 3 năm 2010, trong phiên xử cuối cùng về vụ án giết người của Tạ Lệ Bình tại phòng thuế, bồi thẩm đoàn một lần nữa đồng thuận tuyên án Tô Cẩm Đường chung thân về tội giết người. Cái chết của Tạ Lệ Bình khiến ký ức về Hồng Kông của em gái Tạ Lệ Đại không còn đẹp đẽ nữa. Và cô nói rằng cô sẽ không bao giờ bước chân vào đất nước này trừ khi thực sự cần thiết. Cô cũng không hài lòng với việc cảnh sát không xử lý tích cực ngay sau khi nhận được thông báo, làm trễ việc cứu chữa cho chị gái mình. Ngay cả với phần thưởng 600.000 đô la Hồng Kông, trong vòng 3 năm, vụ án vẫn chưa được giải quyết. Điều này gián tiếp dẫn đến cái chết của những người vô tội sau đó. Mẹ của Tạ Lệ Bình mắc bệnh tim khi nghe tin xấu đã ngất xỉu một lần, bệnh nặng trong một thời gian dài. Do không có ai quản lý công ty gia đình nên cuối cùng chỉ có thể bán rẻ công ty. Vâng, vụ án này đã kết lại câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận để chúng mình trao đổi nhé. Và đừng tiếc một lượt like, một lượt đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn biết tới kênh của mình nhé. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!